chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mac Channel. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một bài test vui vui giữa một bên là Xiaomi Mi 6, một siêu phẩm mới ra mắt của Xiaomi, và một bên là iPhone SE, một siêu phẩm của iPhone mới về Việt Nam với số lượng rất lớn. À nhầm, về Mac Mobile thôi. Anh em nếu mà quan tâm đến sản phẩm này thì nhanh tay đến Mac Mobile để sở hữu cái sản phẩm này nào. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm bài test xem để xem cái thiết bị nào nó có tốc độ load nhanh hơn, load game nhanh hơn, cũng như là quản lý đa nhiệm nhanh hơn, tốt hơn. Khi mà Xiaomi Mi 6 sở hữu con chip là Snapdragon 835 với 8 nhân và dung lượng RAM của nó là 6GB, với cái con chip Apple A9 cùng với dung lượng RAM chỉ là 2GB. Tính ra thì chip nó sẽ gấp 4 và RAM nó sẽ gấp 3. Để xem thiết bị nào của chúng ta sẽ có tốc độ load game cũng như là khả năng đa nhiệm tốt hơn, đầu tiên mình sẽ tắt hết ứng dụng chạy ngầm và khởi động lại cả hai thiết bị. Rồi, đây không còn ứng dụng nào nhá. Và ở đây thì thiết bị iPhone SE của mình đã lên phiên bản iOS 11. Rồi, ở phần thi khởi động thì iPhone SE của chúng ta đã khởi động xong trước Xiaomi Mi 6 của chúng ta khá là nhiều, mặc dù đây là cái phiên bản beta mà thôi. Rồi, Subway Surfer. Rồi, các bạn có thể thấy rằng những cái thiết bị iPhone thì nó có một cái tốc độ phản hồi rất là nhanh, các bạn chỉ ấn vào phát là nó vào luôn. Trong khi thì Xiaomi Mi 6 của chúng ta đã vào trước rồi, thời gian chênh lệch cũng khá là ít thôi. Flash quá, ấn bắt vào luôn. Rồi, quá là bá đạo. Mình sẽ phải giảm được sang đi. Tiếp theo là Temporan 2. Rồi, có thể thấy rằng Xiaomi Mi 6 với con chip là Snapdragon 835 thì nó đã phần nào tỏ ra lợi thế của mình. Rồi, vào gần như là bằng nhau luôn. Rất là tuyệt vời. Fruit Ninja. Lần này thì Xiaomi Mi 6 của chúng ta đã vào trước. Tuy nhiên thì thời gian chênh lệch nó cũng khá là ngắn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với tựa game Plants Zombie 2. Đó, iOS và Android. Ấn mở phát, đây luôn. Rồi, gần như là đồng thời. Mình sẽ đi đến với My Talking Tom. Rồi, lần này thì wow, đa định nó là Mi 6 vào trước, trong khi là Mi 6 lại vào sau. Nhưng mà thời gian chênh lệch của chúng ta cũng rất là ít. Angry Bird. Lâu quá trời ơi. Rồi, cái bên này thì mình đã vào trước một lần rồi. Ố, thế khác nào nó là đa nhiệm? Kỳ vậy. Và nó em đi. Zombie Tsunami. Rồi, lần này thì Xiaomi Mi 6 của chúng ta đã vào trước, và thời gian chênh lệch thì cũng có thể nhìn được. Facebook. Rồi, lại là Mi 6. Aspen 8. Trên iOS thì Aspen 8 nó đã được cập nhật lên một cái hình ảnh bên ngoài, nó đã khác hẳn so với phiên bản cũ. Thì mình nghĩ rằng trong thời gian tới thì trên CH Play cũng thay đổi như này thôi. Rồi, mình sẽ thử cho cả thiết bị load một map xem. 1, 2, 3. Rất có thể do đây là phiên bản iOS 11, nó là beta mà thôi, nên là cái tốc độ của chúng ta đã bị thay đổi. Nên là hôm sau thì mình sẽ có một cái video speed test giữa cái phiên bản iOS 10 thấp hơn cho nó đảm bảo công bằng. Đấy, mặc dù thế nhưng mà iPhone SE nó cũng đã vào trước, với thời gian chênh lệch nó cũng khá là lớn, rơi tầm 5 giây đấy. Stither. Lâu lắm rồi cái tựa game này không được nổi lên rồi đấy nhỉ. Rồi, Slither thì nó đã, Mi 6 đã vào trước rồi. Rồi, và chúng ta đã kết thúc vòng 1, chúng ta sẽ đi đến vòng 2. Subway Surfer xem sao, cả hai vẫn còn nguyên. Mình nghĩ rằng với 11 ứng dụng như này thì sẽ không là thể làm khó được cả hai thiết bị. Plan and Zombie. Đó, các bạn có thấy rằng nó đa nhiệm rất là tốt. Rồi, bất ngờ đã xảy ra với tựa game Aspen 8 khi Xiaomi Mi 6 đã phải khởi động lại. Nhưng mà iPhone SE của chúng ta đã không bị khởi động lại. Rất là tuyệt vời, với dung lượng RAM chỉ là 2GB mà thôi. Trời ơi, 6GB để làm. Rồi, Slither lại còn.
Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau xem bài test giữa iPhone SE và Xiaomi Mi 6. Có thể thấy rằng với lợi thế là con chip Snapdragon 835 mới nhất hiện tại thì Xiaomi Mi 6 đã tỏ ra vượt trội hơn về mặt load game. Tuy nhiên thì khả năng đa nhiệm do cái iOS nó quá là tốt nên là Xiaomi Mi 6 đã bị thua ở cái tựa game là Asphalt 8. Và các bạn thấy sao về hai sản phẩm này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía phần bình luận và truy cập website macmobile.vn để tham khảo giá bán của cả thiết bị này. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.